Rồi, đề bài nè, giải nè, giải. Đó là gì ạ? À? X bình cộng 2m trừ x, chia xin lỗi, trừ 1 x cộng m trừ 3 bằng bằng 0. Tìm m để phương trình có hai nghiệm trước và thỏa mãn cái biểu thức này. Thì thứ nhất, các bạn phải xác định giúp lợi A nè, B nè và C. Vậy ta có A bằng 1 nè, B bằng 2m trừ 1 nè, và C bằng m trừ 3. Sau đó các bạn tính delta B bình trừ 4 lần A, AC. Vậy bằng nè, B nè, 2m trừ 1 tất cả bình, trừ 4 nhân A nhân C. Trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, các bạn cố gắng comment giúp lợi liền nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, khai triển hằng đẳng thức nè. À, được chưa ạ? Rồi, trừ 4m cộng 10, 12 bằng nè, ra 4m bình trừ 4m cộng 1 trừ 4m cộng 12. Ở chỗ này có bị sai cái dấu gì không mọi người? Sau đó các bạn rút gọn nè, 4m bình trừ 8m cộng 10, 13. Ok chưa? Sau đó các bạn giải nè. Thì để giải quyết bài này các bạn mang 4 ra nha. Từ bước này xuống bước này các bạn xem giúp lợi 10 lần trở lên nha. Còn bạn nào muốn không muốn xem cái bước này, các bạn muốn bấm máy tính thì các bạn hãy hỏi riêng nha. Lợi sẽ chỉ bấm máy tính riêng nha mọi người. Đó là mang 4 đặt làm nhân tử chung nè. Mang 4 thì chia 4 nha. Bắt đầu chia 4 nè. Chia 4. Ok chưa ạ? Mang 4 ra ngoài thì mình chia 4 cho tất cả những thằng này. Sau đó các bạn nhớ giúp lợi tập trung vào chỗ này. A bình nè. A bình trừ 2 nhân A nhân B. Vậy là trừ 2 nhân A là M nhân B là bao nhiêu? Thì lấy thằng này nè, chia thằng này, thằng này chia thằng này ra mấy à? Ra 1. Sau đó cộng theo hằng đẳng thức phải cộng B. B bình chính là 1, 1 bình. Rồi còn dư bao nhiêu? Lấy thằng này trừ thằng này, vậy là ra bao nhiêu à? 13 phần 4 trừ 1 bình ra là ra bao nhiêu à? 9 phần phần 4 cộng 9 phần phần 4. Rồi bằng từ đây tới đây là hằng đẳng thức nè, là m trừ 1 tất cả bình, 4 viết lại nha mọi người, cộng cho 9 phần 4. Sau đó các bạn nhân 4 vào đi mọi người, nhân 4 vào nha. Mình nhân 4 vào nè. Đó. Vậy là cộng 9. Rồi, các bạn lại nhớ là kiến thức giúp lợi, đó là a bình cộng b thì luôn luôn lớn hơn bằng bằng b. A bình nè, cộng b thì luôn luôn lớn hơn bằng bằng b là lớn hơn bằng 9. Lớn bằng 9 thì đồng nghĩa lớn hơn hơn 0. Chỗ này các bạn không cần viết vào nha mọi người, được chưa? Với mọi m và các bạn kết luận vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m. Ok chỗ này chưa mọi người? Bấm hả? Để lại chỉ chút, lại chỉ cách bấm riêng nha. Bài này để lại chỉ cách bấm riêng nha mọi người, lại chỉ cách bấm riêng nha. Rồi, ok, chút lại chỉ cách bấm riêng nè. Rồi tiếp tục hành trình nha mọi người. Thì để giải quyết hàng này thì mình nghĩ ngay đến đó là hệ thức vi vs, hệ thức vi vs, được chưa? À, hệ thức vi vs. Đó, ok chưa? Hệ thức vi vs. Vậy mình sẽ có s bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Trừ b đâu ạ? À? Trừ b chia chia a. Đó là chia 1 khỏi chia, được chưa? Tiếp tục b bằng x1 nhân x2 bằng c chia a. C chia a chia 1 khỏi chia. Chỗ này ok chứ mọi người? Sau đó các bạn hãy tận dụng nè. Nhớ giúp lợi x1 x2. Nhớ nha, x1 x2 là nghiệm của cái hằng phương trình này. Đúng không ạ? À? Nghiệm của phương trình trình sau. Đó, nghiệm của phương trình sau. Đó. Thì suy ra gì à? Viết lại cái phương trình sau giúp lợi. Viết lại cái phương trình sau nha. Đó, viết lại cái phương trình sau. Và lại cho cái thay cái x này nè bằng số 2 thêm x2 vào. Được chưa ạ? À? Các bạn hiểu chỗ này không mọi người? Các bạn hiểu chỗ này không ạ? À? Hiểu chỗ này không mọi người? Ok, hiểu chỗ này chưa ạ? À? Hiểu chỗ này chưa mọi người? Đây nè, vì x1, x2 là nghiệm của cái phương trình này nên lỡ viết là phương trình lỡ thay x bằng x2, x2. Ok chưa ạ? À? Rồi, từ đây mình sẽ phân phối thằng này vào nè. Vậy mình suy tương đương x2 bình cộng
2m x 2 trừ x 2 cộng m trừ 3 bằng bằng 0. Sau đó bạn mang thằng này qua đây giúp lợ, vậy tương đương x 2 bình cộng 2m x 2 bằng x 2 trừ cộng 3 trừ m. Đó, chốt chỗ này chưa ạ? Chốt chỗ này chưa mọi người? Sau đó các bạn viết là cái biểu đức này giúp lợ. Đây nè, x 2 nhân x 1 cộng 3 trừ m x 2 cộng 2m bằng chỉ tuyệt đối 4x1 x 2 trừ 13 chỉ tuyệt đối. Được chưa? Vậy tương đương nè. Lấy hàng x2 này nhân vào đây giúp lợ. Vậy ra x1 cộng 3 trừ m x2 bình cộng 2m x2 bằng chỉ tuyệt đối 4x1 x2 trừ 13 chỉ tuyệt đối. Được chưa? Rồi, thằng này có phải là thằng này không ạ? Đây, đây là thằng này nè, viết vào vậy mình sẽ tương đương x1 cộng 3 trừ m nhân x2 cộng 3 trừ m chỉ tuyệt đối 4x1 nhân x2 trừ 13 chỉ tuyệt đối. Tới đây mọi người biết giải chưa ạ? Tới đây mọi người biết giải chưa mọi người? Câu phân biệt hay gì mà khó dữ vậy? Ok không ạ? Tới đây bạn bạn nào biết giải rồi ạ? Tới đây bạn nào biết giải rồi mình không giải nữa được không ạ? Còn nếu bạn nào vẫn chưa biết giải thì các bạn chỉ cần gì ạ? Phân phối vào giúp lợ, được chưa? Phân phối vào. Ok chưa? Phân phối vào vậy mình sẽ có x1 nhân x2 trừ xin lỗi cộng x1 nhân 3 trừ m. Tiếp tục cộng x2 nhân 3 trừ m. Cộng 3 trừ m tất cả bình bằng chỉ tuyệt đối 4x1 nhân x2 trừ 10 13 chỉ tuyệt đối. Rồi, tới đây thì các bạn biết biết làm chưa ạ? Lại giảng lại đi à? Chưa biết nữa hả? Tới đây mà vẫn chưa biết nữa mọi người. Tới đây mà vẫn chưa biết nữa hả? Cố gắng tập trung nha mọi người. Câu này không khó đâu, các bạn cố gắng rèn thôi. Vậy mình sẽ có nè. Ở đây viết lại nè. X1 nhân x2 cộng hai thằng này chung gì ạ? M trừ 3 trừ m, xin lỗi, ra x1 cộng x2 cộng cho 3 trừ m tất cả bình bằng 4 chỉ đối 4 nhân x1 x2 trừ 13 chỉ đối. Rồi, tới đây mình đã có S có B chưa ạ? Rồi các bạn thế vào vậy mình sẽ tương đương B đâu ạ? B đâu? B đây, thế vào vậy là B nè là m trừ 3 cộng cho 3 trừ m. S đâu ạ? Nhân vào trừ trừ bao nhiêu ạ? Trừ trừ 2m trừ 1 đóng ngoặc cộng 3 trừ m tất cả bình và thế vào đó là 4 lần m trừ 3 trừ 1 13 đóng ngoặc vào. Rồi, tới đây thì các bạn giải được chưa mọi người? Tới đây mọi người giải được chưa ạ? Lỡ like dạy vào khung giờ nào, không có thể khung giờ cố định đâu các bạn ơi. Các bạn muốn biết khung giờ cố định thì các bạn hãy kết bạn giúp lợ qua cái thông tin lợ game đi ạ. Tới đây mọi người biết giải chưa mọi người? Tới đây mọi người biết giải chưa ạ? Tới đây nếu mọi người chưa biết giải nữa thì các bạn chỉ cần phân phối vào, được chưa ạ? Phân phối vào và cái này cũng phân phối vào thì nó sẽ ra dạng gì ạ? Nó sẽ quay về dạng nè chỉ tuyệt đối a bằng bằng b khi và chỉ khi a bằng b hoặc a bằng trừ b, được chưa ạ? Đó, và các bạn giải từng thằng ra để các bạn tìm m. Ok chưa mọi người? Ok chưa mọi người? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp đỡ để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều mọi người ơi.